Các vị, hôm nay triệu tập cuộc họp này chủ yếu là vì gần đây La Linh Lung, tổng giám đốc điều hành tập đoàn, trong thương vụ đầu tư vào dược phẩm Đằng Thịnh đã thực hiện sai sót, dẫn đến tổn thất nặng nề. Thật là, trước sau huy động 3,2 tỷ quỹ lưu động, cuối cùng lại tổn thất 860 triệu tệ. Linh Lung cháu gái à, mấy năm nay cháu đầu tư cái gì cũng kiếm tiền. Đây là lần đầu tiên gây ra lỗi lầm lớn như vậy phải không? Hừ hừ, 860 triệu tệ tuy không tính là gì, nhưng quỹ lưu động trong tài khoản của chúng ta vốn đã không dư giả gì. Một lần tổn thất nhiều như vậy, chuyện này dù sao cũng phải có lời giải thích chứ. Đúng vậy, tiền của cổ đông chúng tôi cũng không phải gió thổi đến. Nếu một dự án đã tổn thất 800-900 triệu, làm thêm vài dự án nữa chẳng phải cả năm đều làm việc công cốc sao? Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, ánh mắt đủ loại đều hướng về phía La Linh Lung. Cô ta nhất thời đỏ bừng cả mặt. Mấy năm nay cô ta thuận buồm xuôi gió quen rồi, đâu từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Tuy nhiên, việc này liên quan đến lợi ích của mỗi một cổ đông, mọi người đều sẽ không nể mặt cô ta chút nào. Tình hình chính là như vậy, La Linh Lung phải chịu trách nhiệm chính cho việc này. Còn tôi với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn cũng có trách nhiệm giám sát không nghiêm, chúng ta đều phải nghiêm túc kiểm điểm. Tuy nhiên, dự án này nội tình phức tạp, nắm trong tay La Linh Lung mấy năm nay cũng đã kiếm được không ít lợi ích cho tập đoàn. Không có công lao cũng có khổ lao, tôi hy vọng cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. Các vị thúc bá, lần đầu tư này hoàn toàn là ngoài ý muốn, tình hình tập đoàn Đằng Thịnh rất phức tạp. Không ai ngờ được rằng vừa mới ký kết hợp đồng đầu tư, Lý Đằng đã nhảy lầu tự tử. Việc này tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã cố gắng hết sức để cứu vãn tổn thất. Hy vọng các vị thúc bá xem xét tình nghĩa trước này, nương tay một chút. Quý sau, tôi nhất định sẽ nỗ lực để tập đoàn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, cố gắng hết sức để bù đắp sai lầm lần này. Mọi người nhìn nhau, phần lớn đều dịu sắc mặt. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, một nữ thư ký vội vã bước vào, nói nhỏ vài câu bên tai La Gia Lương. Ông ta nhịn không được, bịch một tiếng đứng bật dậy. Chuyện gì vậy? La tổng sao lại kích động như vậy? Mọi người, Lục Tây Lai, tân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đằng Thịnh, sáng nay lúc 8 giờ đã triệu tập họp báo, công bố với bên ngoài, dược phẩm Đằng Thịnh đã nghiên cứu và phát triển một loại thuốc uống điều trị viêm gan mới, hiện đã thông qua thẩm định sơ bộ của Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia, sắp tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Tin tức vừa được công bố, giá cổ phiếu dược phẩm Đằng Thịnh chưa đầy 10 phút đã lập tức tăng đến trần nhà. Có thể dự đoán, tiếp theo, dược phẩm Đằng Thịnh sẽ trải qua một khoảng thời gian tăng mạnh, giá cổ phiếu và giá trị thị trường cũng sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Trong phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sắc mặt mỗi cổ đông đều vô cùng khó coi. Lâu sau vẫn không ai nói một lời. La Linh Lung càng thêm mặt mày tái mét, phẫn nộ. Vừa mới đầu tư vào dược phẩm Đằng Thịnh, Lý Đằng đã nhảy lầu tự tử, vừa mới cắt lỗ bán tháo. Dược phẩm Đằng Thịnh đã công bố tin tức thuốc mới sắp được tung ra thị trường, kéo giá cổ phiếu lên cao. Lúc này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết có người đang giở trò, cố ý hãm hại tập đoàn La Thị. Rốt cuộc là ai? La tổng có vẻ không ổn rồi. Lần này mất tiền là chuyện nhỏ, bị người ta nhắm vào mới là thật. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được, mất 800-900 triệu. Chúng ta gánh nổi, nhưng ai đứng sau giở trò? Chuyện này nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Mẹ kiếp, ở Giang Châu này còn có ai dám ngông cuồng như vậy chứ? Sau lưng dược phẩm Đằng Thịnh nho nhỏ này nhất định có người chống lưng, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám ngang ngược như vậy. Nhất định phải lôi người đó ra, nếu không người khác còn tưởng chúng ta dễ bắt nạt. Nghỉ giải lao 10 phút, để tôi gọi vài cú điện thoại. La Gia Lương trực tiếp đứng dậy đi sang một bên. Các cổ đông khác thấy vậy, cũng lần lượt lấy điện thoại ra. Những cổ đông này, phần lớn, đều là những bậc nguyên lão cùng La Lão Gia gây dựng cơ nghiệp. Có câu mèo có đường đi của mèo, chuột có đường đi của chuột. Bọn họ tự có cách để dò la tin tức. Là Hoắc Anh Hào sao? Tên này chẳng phải là con trai thứ tư nhà họ Hoắc ở tỉnh thành, lâu nay vẫn làm ăn ở nước ngoài sao? Sao lại chạy đến Giang Châu thế này? Chắc rồi, đây là rồng vượt biển rồi. Tên nhóc này âm thầm ra tay, thử chúng ta một phen. Kết quả vừa ra tay đã phân cao thấp rồi. Lần này mất tiền là chuyện nhỏ, bị người ta xem thường mới là thật. Hoắc Anh Hào này rõ ràng là muốn nhắm vào chúng ta, phiền phức lớn rồi. Thế lực hùng mạnh, không thể xem thường. Hoắc Anh Hào lại còn đích thân gửi thiệp mời cho tôi, thật thú vị. Không có gì lạ, tin tức cô và nhà họ La trở mặt đã sớm truyền khắp các giới rồi. Hoắc Anh Hào muốn cắm rễ ở Giang Châu, tự nhiên đã sớm dò La rõ ràng thông tin rồi. Chẳng qua, anh ta cho dù đã gửi thiệp mời cho nhà họ La, lại còn riêng gửi thêm một cái cho cô. Chắc là lúc giở trò, đã phát hiện ra dấu vết chúng ta ra tay. Không thể nào, lẽ nào người của tôi làm việc rất cẩn thận, mỗi lần đều mua bán với số lượng nhỏ, không đến mức bị người ta để ý chứ? Nhưng mà, muốn một chút dấu vết cũng không để lại, cũng là không thể. Hoắc Anh Hào này không phải người đơn giản, cho nên đây cũng là lý do tôi bằng lòng dự tiệc. Giang Châu nho nhỏ, đột nhiên chen vào một người thông minh, chắc sẽ trở nên rất thú vị nhỉ. Chúng ta và anh ta vô án vô cứu, tạm thời không bị ảnh hưởng mới đúng. Số tiền lần này kiếm được từ dược phẩm Đằng Thịnh, tôi đã gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ cho cô rồi, không ghi vào thẻ ngân hàng của cô. Như vậy, trước khi cô trưởng thành, số tiền này cũng sẽ không bị người nhà họ La kiểm soát. Mỗi người một nửa, đây là đã nói trước rồi, đừng có mà kỳ kèo. Được rồi, được rồi.
Anh Giật, con cũng ở đây à? Sao không đợi mẹ rồi cùng vào? Mẹ con bảo người ta đặt cho con một bộ lễ phục đấy. Ăn tối chưa? Để mẹ lấy cho con ít bánh ngọt. Không phải nói La đại thiếu gia cãi nhau với bố mẹ rồi sao? Sao thái độ của La phu nhân lại tốt như vậy? Kỳ lạ thật, trước đây cũng chưa từng thấy bà ấy cưng chiều con trai như vậy. Đúng vậy, trước đây mỗi lần La phu nhân nhắc đến cậu con trai này đều là vẻ mặt oán trách. Từ bao giờ lại trở nên dễ nói chuyện như vậy? Rồi mũi ở đâu mà vo ve vậy? Người thường, phu nhân gì đó. Đại thiếu gia nhà tôi thích yên tĩnh. Thân thể bọn họ sau đó bắt đầu run rẩy, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Những người xung quanh đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng đã sớm nghe nói tôi bây giờ tính tình thay đổi rất nhiều, ngay cả với bố mẹ cũng không nề nang, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không nhịn được mà rợn tóc gáy. La Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để chia rẽ. Tiếng lòng của anh ta vang lên bên tai hai người. Hesi, anh cả sao lại như vậy chứ? Cho dù người một nhà có mâu thuẫn, cũng không thể cãi nhau trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ. Như vậy, nhà chúng ta chẳng phải trở thành trò cười cho giới thượng lưu sao? La Linh Lung nghe vậy, trong mắt bốc hỏa. Cô ta theo thói quen định tiến lên cho tôi hai cái tát, ngay cả khi bị vệ sĩ chặn lại, vẫn phẫn nộ quát mắng. Loại xúc sinh, mày dám nói chuyện với chị mày như vậy sao? Có tin tao lột da mày ra không hả? Sao lại có cả tiếng chó sủa nữa? Ha 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 ha. Linh Lung, đừng kích động như vậy. Hai đứa là anh em ruột, ở đây ồn ào như vậy, chẳng phải để người ngoài xem trò cười sao? Mẹ, nó còn không sợ để người ngoài xem trò. Mẹ sợ cái gì? Tôi đây không chiều theo cái tính khí thối tha của nó. Không phải là cứ ra giả đòi đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi sao? Đã cứng rắn như vậy thì đừng có mà dựa hơi thiệp mời của nhà họ La chúng tôi. Chen chân vào cái giới này, nơi không thuộc về mày. Không có nhà họ La, mày tính là cái thá gì? Thật không biết thằng nhóc này dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy. Không có nhà họ La, nó có là cái dám gì đâu chứ? Ngay cả mặt mũi của mẹ ruột, chị gái ruột cũng không nề nang. Ha ha, người ta có mắt nhìn người mà. Bây giờ căn bản là chẳng coi chúng ta ra gì. Cái giới này, chúng ta tốt nhất là nên ít dây dưa vào thì hơn. Mẹ kiếp, tao đây còn chẳng thèm để nó vào mắt ấy chứ. Không có những mối quan hệ này của chúng tôi không tin nó có thể sống yên ổn trong giới kinh doanh ở Giang Châu này. Thập ngũ hiền chất không phải dựa hơi thiệp mời của nhà họ La đâu. Cậu ấy là khách quý mà tôi đích thân mời đến đấy. Chào mừng các vị đến chơi nhà. Hôm nay tiếp đón sơ suất, mong các vị bỏ qua cho. Lâu ngày không gặp, Hốc lão đệ vẫn lợi hại như vậy, bội phục. La huynh nói gì vậy? Tình nghĩa anh em chúng ta bao năm nay, sau này phải thường xuyên qua lại mới được. Cậu nói có đúng không? Sau này sẽ có cơ hội. Anh Thắng, Linh Lung, lại đây chào Hốc thúc thúc đi. Hốc thúc thúc, Hốc thúc thúc. Tốt tốt, không phải nghe nói là lão gia tử chỉ có một đứa cháu trai thôi sao? Sao lại có thêm một người nữa? Ấy, La huynh đừng giận. Tôi chỉ là không quen biết lệnh lang, cho nên mới có thắc mắc này. Đúng rồi, thẩm mũ chất nhi, lại đây, nói chuyện từ lâu rồi. Phải là cháu ngưỡng mộ thúc từ lâu mới đúng. Hiền chất của nhiên có phong thái của La lão gia tử, không hổ danh là người kế nhiệm do chính ông ấy nuôi dạy. Vừa rồi Linh Lung chất nữ nói, thẩm mũ hiền chất là dựa hơi thiệp mời của nhà họ La. Thực ra không đúng lắm, cậu ấy là khách quý mà tôi đích thân gửi thiệp mời. Mọi người còn chưa biết sao? Lần trước, tập đoàn Đằng Thịnh gặp chút biến động nhỏ. Tập đoàn La Thị đầu tư 3,2 tỷ, cuối cùng lỗ 860 triệu, cắt lỗ rút lui. Còn chúng ta thì không rảnh rỗi, âm thầm dùng 3 tỷ để mua vào, lại bán ra ở mức giá cao nhất. Lãi dòng 920 triệu, chỉ trong vòng 9 ngày, lợi nhuận dòng đạt 326%. Thật là hậu sinh khả úy, thiên tài đầu tư như vậy. Không ngại đến chơi nhà, Hốc mẫu thật là vinh hạnh. Không thể nào, tập đoàn La Thị trong lúc giá cổ phiếu Đằng Thịnh biến động đã bị thiệt hại một chút, vậy mà vẫn có người mua vào thành công sao? La đại thiếu gia lợi hại vậy sao? Vậy mà mua vào từ giá thấp nhất, bán ra ở giá cao nhất. Lợi hại thật, không hổ danh là người kế nhiệm do La lão gia từ đích thân nuôi dưỡng. Thật sự là thủ đoạn cao tay. Lợi nhuận dòng đầu tư 326%, trong giới đầu tư và giới tài chính đều không phổ biến. Thật sự là đáng sợ. Thằng nhóc này có con mắt tinh đời thật đấy. Em là còn lợi hại hơn cả ông nội nó. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, ánh mắt nhìn tôi đều mang theo một tia kinh ngạc. Người nhà họ La càng thêm sắc mặt biến hóa khôn lường. Hốc thúc thúc, hơi quá đáng rồi đấy. Cháu chỉ là gặp may, kiếm được chút tiền tiêu vặt mà thúc cũng lôi ra. Nói cho bằng hết, không sợ cháu bị người ta tâng bốc quá mà hỏng việc sao? Không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác nữa chứ. Thập ngũ hiền chất thật là tuổi trẻ tài cao. Cái thằng con bất tài nhà tôi mà được bằng một nửa của cậu, thì tôi thắp nhang cũng phải vái tạ. Đúng vậy, sau này thiên hạ là của những người trẻ tuổi các cậu rồi. Thập ngũ hiền chất, sau này định đầu tư vào cái gì? Nhớ kéo chúng tôi theo với. Chúng tôi đây cũng có chút tiền nhàn rỗi. Ha 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 ha, đúng, đúng, đúng. Những người giàu có quyền thế ở đây đều là cáo già, lần lượt chen chúc lại gần để làm quen. Lúc này, tiếng lòng của Ngụy Thắng lại vang lên bên tai. Trời à, anh cả, không thể nào, anh cả chẳng lẽ là đã sớm câu kết với Hoắc tiên sinh, nhân cơ hội hãm hại người nhà đấy chứ? Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy, một lần kiếm được nhiều tiền như thế? La Gia Lương và La Linh Lung hai cha con sắc mặt đại biến. Ngay cả Liêu Tứ Huệ vốn luôn muốn hòa hoãn quan hệ, trong mắt cũng xẹt qua vẻ thất vọng nồng đậm. Hiển nhiên là đã tin vào suy đoán này. Còn tôi lúc này,
đang trò chuyện vui vẻ với Hoắc Anh Hào. Nếu nói chúng tôi không thông đồng thì chẳng ai tin đâu. Lại xúc sinh, La Tổng, sao lại nổi giận lớn như vậy? Chẳng lẽ là tôi có chỗ nào tiếp đón không chu toàn? Tôi còn tưởng là ai lợi hại như vậy, hóa ra là có gian tế, nội ứng ngoại hợp đây mà. Hoắc lão đệ, cao tay. La huynh, lời này của anh tôi không thích nghe chút nào. Tôi và Thập Ngũ Hiền chắc chỉ là trò chuyện đôi câu. Anh đã nói cậu ấy là nội gián, không đến mức thua không nổi như vậy chứ. Ha ha, cái thằng con bất hiếu này từng nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi, quay đầu đã bỏ ra mấy tỷ để mua vào cổ phiếu Đằng Thịnh. Nếu nói không có chút liên quan gì đến anh đoán xem mọi người có tin không? Đầu tư thất bại là do bản thân kẻ thứ vô dụng như anh không có bản lĩnh. Thập Ngũ thiếu gia kiếm được tiền là do cậu ấy tài giỏi hơn người. Gặp chuyện thì đổ lỗi, vu oan giá họa, có người cha nào như anh sao? Thúc, lời đừng nói khó nghe như vậy. Ai biết được có phải là Thúc cũng nhúng tay vào, muốn ăn cháo đá bát hay không? Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Hoắc Anh Hào vui vẻ đứng sang một bên xem kịch. Cho dù là La Gia Lương vì giữ thể diện mà vu oan giá họa cho tôi, hay là Từ Mỗ bênh vực tôi, bên nào trở mặt đều có lợi cho anh ta. Kẻ chủ mưu La Thắng cũng nhếch môi cười khẩy, chỉ hận không thể gán cho tôi cái danh nội gián, đến lúc đó danh tiếng tôi bị hủy hoại, sẽ không còn ai dám hợp tác với tôi nữa. Dù sao, một kẻ ngay cả cha ruột cũng phản bội, sau này trong giới kinh doanh, em là sẽ nửa bước khó đi.